Vietstarmark. 10 năm, chúng tôi tự tin bước qua 10 năm dài để chứng minh năng lực bản thân. Chúng tôi làm nên những TVC chất lượng hình ảnh cao như Sennheiser Mama, sử dụng máy quay cao cấp Phantom với kỹ thuật quay hàng đầu để làm nên TVC Bia Hà Nội đạt giải thưởng quả chuông vàng của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, hay những TVC với tiền kỳ đạo diễn nước ngoài, ekip hậu kỳ nước ngoài như Ferroli. Trong khi phần lớn nguồn lực công ty vẫn đổ vào mảng TVC, CEO vẫn quyết tâm mở lối trên thị trường phim viral với phát súng đầu tiên là Viral Video Gallery Watch. Chúng tôi đã đầu tư vượt mức giới hạn vào phát súng viral video đầu tiên đó và thu về nhiều phản hồi tích cực trên thị trường. Đó là bước đệm đầu tiên để chúng tôi tiến hành cuộc nhảy vọt sản xuất nhiều viral video hơn nữa. Nếu như mỗi TVC là một đốm lửa pháo hoa, thì năm 2018 là một năm hoa lửa rực rỡ của Vietstarmark như Sennheiser, Bia Hà Nội, Ferroli, Nam Hà, Bio Asimin, Corihom, Việt Coco, Sơn Hà, Biofin, Van Vòi Minh Hòa, Sơn Bè, Sơn Info, Biofin Kitty, Chân Gà Gối Đệm Sông Hồng, Bia Đại Việt, Cháo Sen Bát Bảo Minh Trung. Sân chơi viral cũng chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy như Ferroli, Glutawai, Vietcombank, Lumi, Bảo Ngọc, Zowat, Sông Hồng, Sennheiser. Ẩn sau những hào quang của Vietstarmark là những con người mẫn cán, đầy trách nhiệm với tôn chỉ, sáng tạo không ngừng. Mỗi con người ấy là một ngôi sao không ngừng nỗ lực tỏa sáng, dùng năng lực của mình chiếu sáng sự nghiệp chung của công ty. Ở Vietstarmark, chúng tôi không chỉ xây dựng một công ty truyền thông mà còn xây dựng một gia đình đoàn kết, một môi trường làm việc hiện đại, không ngừng sáng tạo. Đã đến thời khắc thiêng liêng để chúng tôi tự hào thốt lên bài ca về một tổ chức mạnh, một production house chuyên nghiệp, một agency tín nhiệm với các nhãn hàng trong cả nước. Mong rằng trong 5 năm tới, Vietstarmark sẽ là một agency lớn mạnh, có năng lực tổng thể để thực hiện được các chiến dịch cho những nhãn hàng lớn trong nước và quốc tế. Bởi chỉ cần niềm tin vào thành công, nỗ lực cho thành công, đôi cánh sẽ nâng chúng tôi đi chinh phục mọi ước mơ, dù là xa vời nhất.